Mới đây, trên trang cá nhân, Đình Tú chia sẻ khung hình chung đầy thân mật với Huyền Ly Di, kèm dòng chia sẻ, nhiệt độ hiện tại ở Đức là 9 C. Đòi đi tuần trăng mật thế là phải đi. Bên dưới bình luận, nam diễn viên cũng tiết lộ thêm rằng anh đã hoàn thành lời hứa chuyến trăng mật sau kết hôn với vợ mới cưới Vân Trang do Huyền Ly Di thủ vai trong Thương Ngày Nắng Về. Trong ảnh, cả Đình Tú lẫn Huyền Ly Di đều khoác bên ngoài lớp áo ấm dày đồng điệu. Nếu như Huyền Ly Di gây thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính với đôi boots cao thời thượng, thì nam diễn viên cũng cực năng động với đôi sneakers màu trắng. Đặc biệt, khán giả không khỏi thích thú trước khoảnh khắc Huyền Ly Di trao ánh nhìn trìu mến cho đối phương, còn Đình Tú thì làm hành động ghé sát tai vào đàn chị cực thân thiết. Bài đăng của Đình Tú nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả hâm mộ và các đồng nghiệp. Trong khi tim đẩy thuyền đang sướng rơn vì ngỡ thuyền đã cập bến, thì không ít người đã nhận ra ngay Đình Tú và Huyền Ly Di chỉ đang chụp lookbook cho một nhãn hàng thời trang chứ không phải cùng nhau đi du lịch nước ngoài như nhiều người lầm tưởng. Tuy nhiên, điều này cũng đủ chứng minh mối quan hệ tốt đẹp của cả hai sau dự án chung. Bước ra từ bộ phim Thương Ngày Nắng Về, cặp đôi Huyền Ly Di và Đình Tú đã nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu mến từ khán giả từ trong phim đến ngoài đời. Sau màn đóng chung ấn tượng, cả hai đã trở thành những người bạn thân thiết, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội hay xuất hiện trong chuyến du lịch chung với hội bạn thân. Sự gắn bó thân mật này đã nhiều lần khiến dân tình không khỏi nghi vấn về mối quan hệ thật sự của Đình Tú lẫn Huyền Ly Di dù cả hai đều liên tục phủ nhận. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.